Chào cả nhà My Hoa Lan ạ. Hôm nay ngày 28 tháng 7. Trước mặt em nay thì có một vài cây thanh đạm Indo cấy vào cái chậu là 340, rất là to nha. Thân khỏe, đang là mầm măng rất là nhiều luôn. Một cái chậu này mà đến mùa tới nó nở hoa thì cỡ 20 ngọn hoa thì là bé cháy luôn. Đó, mầm măng này, thân rất là khỏe luôn, thân khỏe lắm luôn đó. Chậu này là chậu nhỏ hơn một chút, chậu này là chậu 25, rất là nhiều mầm luôn. Mùa hoa của thanh đạm Indo là vào tháng 7 đến tháng 12, bây giờ đang nhú mầm rồi, đang nhú bây giờ đang nhú 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 cái ngồng hoa rồi nè. Đang nhú ngồng hoa rồi. Hiện tại đang nhú ngồng hoa rồi nè. Đang nhú ngồng hoa rồi đó. Nhú ngồng hoa thì cây này là tháng 8 đến tháng 12 nè, bây giờ đang chuẩn bị nhú ngồng là được vừa rồi, đúng kiểu luôn. Một chậu như thế này rất là nhiều chậu khủng nha. Dạ chậu này chậu 35. Là thân lá rất là đẹp. Chậu này thì size nhỏ nè. Chậu này ok nè. Một chậu như thế này khoảng tầm 6 tới 700 nghìn. Bởi vì ghép vô ba cái size nhỏ ghép vô thành một chậu này. Đang là phát triển rất là tốt luôn. Mầm thì mầm nhá, nhưng mà ngoài những cái thân mầm ra là dưới gốc đang là nhú mắt để lên hoa nha. Rất là đẹp. Cây cực kỳ khỏe luôn. Đó, dạ hành là phải là 30. Rồi mầm ở dưới rất là nhiều luôn. Dưới gốc thì đang là nhú nụ rất là nhiều. Một cây này bao khỏe luôn. Coi như cây này cũng phải là 550. Đang là ra nụ hết luôn rồi cả nhà. Đang nhú nụ hết luôn rồi. Đó, đấy là thanh đẹp Indo. Cây beo khỏe luôn. Mầm, măng, thân lá cực kỳ khỏe luôn. Sắp tới mùa hoa rồi, đang là nhú nứt nứt nụ lên để làm hoa rồi. Ví dụ như chậu chậu mà dạ hành như thế này, chậu này là chậu 25, khá là nhiều thân. Chậu này là phải 650.000. Bác nào mà chưa có thanh đẹp Indo mà muốn sắm về chơi hoa thì nhé em. Cây rất là khỏe. Dạ hành này. Măng này, mầm này, củ rất là to luôn. Chậu như này là 600. Ngồng hoa thì dài từ cây mà khỏe như thế này thì ngồng hoa dài phải 80. Khoảng 50 cái hoa. Hoa thì cực đẹp và thơm. Riêng cái thanh đẹp Indo này là chỉ có một màu hoa thôi nha cả nhà. Cái màu hơi vàng vàng, hơi xanh xanh thôi. Chứ không có màu xanh nọ tím vàng nha. Đó, đây là vài mẫu thanh đẹp Indo tại vườn. Các bác nào mà quan tâm tới thanh đẹp Indo thì báo em. Số điện thoại của Hằng nghe 0916 582 133. Chúc cả nhà một ngày mới đầy năng lượng nha.